Mai này chiều hồi trưa này tao tức cái con quỷ cái cụ Hồ không biết rằng sớm này thầy tao chở cái sắt này nặng thì tao đậu trước xe thầy để tao rinh xuống thì tao rinh xuống tao nói nó chạy ngang nó chở không chở gì không biết. Thầy nói đường đây nó có ngắn ngắn có thể vòng lại còn mấy đợt. Thầy mới nói ra nói gì yêu cầu tài xế dời xe giùm tôi cái tôi đi qua. Cái thầy ra nói đợi 15 phút đi. Thế là đợi gì? Dẹp không? Cái thầy nói không dẹp tao để đó làm gì? Cái nói đụng mày mà thầy chùa cái gì? Không có thầy chùa què. Nó đụng má mắt dại. Nói tôi gần đây nè. Giờ dẹp không? Đẩy đi không? Đập xe luôn. Má con quỷ cái. Mẹ đàn bà hư không có rùm. Kêu tao hương. Hương chỗ nào? Yêu chỗ nào? Gái giờ tao nói mày giờ gái chưa chồng thì hóc 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 còn gái có chồng gì lông bông rồi nói chuyện hóc búa không. Nói chơi là chơi đá đai ấy, em đâu biết đâu. Bởi vậy thì cà khịa không sao thằng cắt lông mũi đi để lông mũi như ghê vậy thầy chuẩn bị là đi với ca sĩ diễn viên. Người ta cũng có tên có tiếng mà thầy đi với thầy mà thầy không gọn gàng sạch sẽ vậy có miếng lông lông rồi đó mà mình hung nó cũng nghe nhột nhột mày trời ơi tu mà còn quẹt bụi còn hung hiếc gì nữa. Bỏ cái tật gặp trai hôn nha mày ganh mày ghen mày vô người ta nói quá trời kìa nó thầy cứ thấy trai tin tức vậy mơ trai đầu thai mới hết nhớ nha. Tao không hung là đừng trách móc mày nha rồi hung thầy không cho luôn. Trời ơi, thầy làm thầy có giá lắm mà. Không giá. Khi người ta hung cái mình từ chối mà khi tới chừng cái muốn hung thầy không cho lại luôn rồi lúc đó sao đấy thầy làm con quế con quê con dê luôn mà vô cấm chữ dê như mày dê là 35 đó thầy. Mày quê vì mày đi luôn được mày cũng quanh lại mày dê nữa mới ghê á. Khi trong cuộc sống này sao không chúng ta không làm niềm vui cho nhau làm hạnh phúc cho nhau. Giờ làm sao cho vui nè, làm sao cho hạnh phúc nè. Giờ cho vui là đưa thầy $1,000 là thầy vui liền á. Vui không thầy? Hay giờ em cho thầy $1,000. Được không thầy? Đô la em phủ được không thầy? Nữa mày nói câu trước câu sau hóc chó bụng má tao đá mày dập dàng. Trời ơi em nói vậy á. Chứ bây giờ mày nói câu đó mà không chữ. Bởi vậy nó nói dấu yêu. Mày yêu mày cũng giấu mà mày cũng đóng đinh chứ đóng định không à. Chơi thì muốn tới đỉnh hốt rồi tới cán láng láng thì xả láng tăng sáng đêm diêm diêm thì đêm đêm nằm cứ ngồi đó cứ liêm bim tao nói chuyện mà cũng liên tưởng người bóng người đen thà kỳ quá chắc tụi này nó biết yêu này nha coi nó yêu cái gì nha kỳ quá. Thì trong cái chương trình thì chúng ta cũng biết thì cuộc sống quanh ta và xã hội thì ai cũng có niềm vui và hạnh phúc mà chúng ta không biết tìm hạnh phúc cho chính mình, hạnh phúc cho người khác và trao những gì mà chúng ta có được. Sao con người với con người chúng ta lại đối xử có những cái ứng xử khác lạ như thế? Thì muốn đạt được những cái gì trong cuộc sống quanh ta và hạnh phúc thì chúng ta làm điều gì để được hạnh phúc và làm điều gì gây xôn xao dư luận là không hạnh phúc. Mà loài người sinh ra để làm gì và được gì cho ta và đến với nhau để làm gì, đặc biệt là những mối tình nam nam nữ nữ và đặt mối tình nam và nữ lấy nhau là chuyện xưa cha ông để lại. Thì ta nói cuộc sống quanh ta, cuộc sống xã hội, cuộc sống hiện tại thì chúng ta làm điều gì để cho cuộc sống được ấm no, hạnh phúc và có gia đình hạnh phúc. Đặc biệt những chàng trai và những cô gái mới lớn thì muốn tìm được một tấm chồng và chàng trai muốn tìm được một cô vợ hiền lành, ngoan ngoãn và trung thủy cả đời. Thì làm gì được đây? Có bao nhiêu chàng trai đang điêu đứng và đứng đó đợi chờ và trông ngóng từng giây từng phút đợi chờ những người mình đang yêu thương mình. Thì những lúc mà mình chờ đợi mình có những cái gì khát vọng mà không khát vọng hay sao? Nhưng mà thầy tu thật yêu bao giờ đâu mà sao rành về tình yêu thầy nói được.
con tim thầy có rung động không? Trời ơi, thầy là nhà tâm lý học và là giảng viên dạy tâm lý học và sinh lý học và giải quyết về sinh lý nam nữ mà. Để thầy gặp thầy con tim thầy có thổn thức không? Mình đừng có hỗn hợp, mà mình gặp nhau phải làm những cái gì mà mình đang bức xúc. Bức rứt chứ sao mà bức xúc vậy? Bức rứt, náo nức. Và mình ham muốn mình làm đại nhanh lên. Là muốn gì này? Thì trong các thế giới hiện nay thì mình yêu nhau là mình muốn tiến tới cái gì? Giờ con tài giỏi, có ăn học, có kiến thức, có trình độ và đã học trường đại học. Hiện giờ thầy hỏi con, khi mà một người yêu nhau, họ đến với nhau bằng cái gì? Và tỏ tình và gợi cảm những cái gì để cho đối diện một người mà mình đang muốn yêu và muốn thương và lấy lòng người đó để yêu mình, thì mình thể hiện bằng những cái gì? Nói cho thầy nghe coi. Tình cảm. Tình cảm gồm những gì? Trong tình cảm không có một cái chưa đủ, phải có mấy chục cái từ ngữ mới đủ trọn vẹn khi mình yêu. Có nhiều cảm xúc, nhiều thăng bằng, sao mà mình kể hết được thầy? Thì mình sơ lược hai ba chi tiết để coi thử cái kinh nghiệm mình coi có yêu. Vậy chứng tỏ mày chưa yêu nè. Nếu yêu mà không nói nên lời. Ủa, mà yêu cũng không vậy, cách vậy, nói. Vậy giờ em mới nói như vậy thầy mới lộ ra thầy yêu ai rồi, nên thầy mới biết. Yêu ai, yêu ai? Chính thầy cũng đang tìm hiểu mà thầy yêu ai mà. Đâu phải thầy giảng hay là yêu đâu. Rồi thầy phải tài giỏi là ai cũng yêu đâu. Rồi phải thầy có tiền là ai cũng yêu đâu. Thầy trải qua thầy mới biết được, thầy mới nói được chứ. Trải qua là cũng như đã thực hành rồi đó. Lát thầy thực hành rồi vậy. Thấy ta nói ngon, nói hay, cái yêu. Vậy thầy trải qua bao nhiêu mối tình rồi thầy? Cái kỳ nha, để ta phát giác nha. Thầy thị tẩm bao nhiêu lần rồi thầy? Làm gì chơi hay là mấy lần? Con cứ nghĩ bậy nghĩ bạ mà trúng hết chứ. Trong hết trơn hết. Nói đi nói lại có làm hết rồi. Vậy hả? Làm những gì? Tại sao chúng ta sống nhau phải yêu? Mà khi chơi sao yêu? Yêu mà không có chuyện đó nói thì cũng được không thầy? Tình yêu rất là hạnh phúc không thầy? Tình yêu có nghĩa lý gì? Là không hạnh phúc à? Đúng rồi, tình yêu phải đến với nhau bằng lời ăn, tiếng nói, rồi có những tâm sự, bằng tình cảm và thể xác nữa, nó mà hạnh phúc rồi thầy. Ôm nhau thật lâu, hôn nhau thật sâu, và cho những gì mà quý của mình cho người khác đến như trao thân gửi phận luôn. Đúng rồi, ta nói không phải cho mà trả, hãy trả lại cho những gì mà em đã có, và anh cho em những gì mà anh đã có hiện hữu cho. Mà hát hay là làm gì? Thì ta đang thể hiện tình yêu, đang sự nóng bỏng trong tình yêu và tình cảm trong tình cảm và tình người qua nụ hôn. Mà nụ hôn nó làm gì cho con người có thể thích thú và say đắm trong tình yêu? Thầy hôn rồi thầy hỏi em. Thầy hôn nhiều có cảm xúc có thăng hoa không? Nước Việt Nam có bao nhiêu ngàn người? Thôi không hết rồi còn gì. 8 triệu vạn 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 người mà bao nhiêu điều đã điêu đứng gì thầy, thầy đã yêu hết và lấy hết rồi. Bao nhiêu cô gái chỉ hương nhớ trộm khầm nhìn. Mà thầy đâu thích bánh bèo đâu. Thầy rỡ bỡ vậy. Sao đi con? Những giây phút này mình phải làm gì? Bữa đây sở thú thầy hôn hết cả nửa cái sở thú rồi. Gì dữ vậy con? Trời ơi, nửa sở thú luôn. Cái gì nữa mà tháp bánh bèo á, nghiêm trang lắm, chắp tay rất là đảnh lễ, chắp tay mô Phật, hiện tay hiện tay, khí chủ đứng kế bên đừng tiến lại gần. Đừng để mồ hôi và làm cho thầy hôi hớp và nhịp đập từng con tim. Thầy thấy gái như thấy đang cộp đang vồ vào mình, lo lắng và sợ hãi. Các con hãy dừng lại, đứng xa xa. Đừng có la nha con. Chạy, sống, mà sống mà không vui, sống làm gì ta? Sống mà buồn tuổi, thất vọng, lo lắng, rồi nhiều cái quan mang thì... Sống đơn giản cho đời thanh thản hả này? Thầy dạy rồi, sống đơn giản cho cuộc đời thanh thản, sống cầu kỳ cho cuộc đời khổ ly bì.
sống cầu kỳ cho cuộc đời sống sổ rắc lấy rối tiền là sao? cho cuộc đời tới bời mà tóc đi sáng mơ không chảy cái đầu tùm bùm thời có tóc đâu mà bùm chảy. bùm. Con khay nè, một tháng mà không cạo cái đầu là bảo dựng tóc lên đứng luôn. Có thi một tháng nó không tắm không có. Còn không tắm mấy con chí con ghẹn gì đầy vậy đó. Đâu mà không gọi gạo không, trắng xác. Hả? Gì thầy? Đó, thầy nói giờ người với người nữa. Những người trẻ dễ thương dễ mến thì gặp nạn và chết sớm. Ở trong cái xóm này cũng như cái khu này có nhiều người khỏe cũng chết, mà đứa mấy đẹp trai cũng bị xe cán xe đụng cũng chết. Thầy nói đừng có đùa giỡn. Thứ nhất, đạo Phật không đùa giỡn. Thứ hai, không chữ rủa. Thứ ba, đừng nên coi thường cái chữ mạng con người là gì. Nên thầy nói bao nhiêu đứa đẹp trai nhưng mà chết tự dặn nè, chết tự tử nè, rồi chết cổ nè, chết vì uống thuốc chết nè, rồi đi bị ra đường xe cán xe đụng. Rồi những chàng trai trẻ đẹp chạy xe không có đơn giản đâu, bốc đầu với lạng nhìn bầm rầm, còn mấy nồng yên yên rin 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 rầm rin đó. Hãy nói trời ơi, muốn sung sướng muốn hạnh phúc không muốn, còn hằng về trời đó cơ, mặt mũi gì đâu trời, nó lạ hết, nó đo đường từ đầu đường bên đây qua tới đầu đường bên kia luôn, nó kéo e hết cái mặt luôn. Còn đứa thì về hiện hằng răng đẹp không còn cái răng nào hết, rồi cái lỗ mũi ăn trầu nữa đó. Hay nói sao khổ chứ, còn hằng thì về gì cục tay cục chân, còn hằng thì nó tóm gọn nó cán hết người luôn chết. Nhưng mà những người mà đẹp trai dễ thương đa số nhiều người chết tội. Số có số chết mà. Không lê lết cũng bê bết, mà không bê bết thì cũng người ta nói không vô hòm thì cũng cũng liệt người. Rồi khi nào tới thầy? Thằng này mày kiếm chuyện ha. Thấy không? Nói câu nào cũng có được hiện. Nãy giờ thầy dạy tụi con tránh xa đồ ác làm được hiện, mà tụi bay cứ hóc búa, tụi bay cứ nói xấu, nói chữ tao không. Ta nói sư phụ ơi đừng chửi tụi con, mà mày nói câu nào ra là người ta sẽ chửi. Tại sao người ta khót lên câu nói là yêu mến liền, còn mày nói câu nói là chửi liền. Thầy chùi như tao mà tao thành Phật rồi mà tao cũng tức á. Mày nói câu ủa nãy con đâu nói gì đâu, con nói khi nào tới thầy là mà thầy hóc búa hóc chó. Vậy chứ tao hỏi mày lại nè, khi nào con chết? Thì khi nào mà ông trời ông đưa con đi là con đi. Ông trời nào? Trời Phật. Rồi chừng nào xe đụng mày chết? Chừng nào phải đụng đứt. Nó hỏi thầy chơi, tao hỏi mày. Nó tào lao rồi đó. Tao lao sợ rồi nè. Nhưng mà nãy con nói là con nói tránh nó né đàng hoàng. Con nói chừng nào tới thầy nha. Đây thì thầy nói rõ ràng nó thầy. Thầy nói con chừng nào xe đụng là sao? Ok không? Vậy cho hỏi tao khi nào tới thầy. Tao đang cũng nói xe đụng, mày nói khi nào tới thầy. Lại nói tao xe đụng mà. Kêu đừng chửi nghe không? Nó nói người ta thì nói là mình cảm thấy bực tức và xung đạo. Mà chiều hồi trưa này tao tức cái con quỷ cái cụ hồn không biết rằng sớm này thầy tao chở cái mấy cái sắt này nặng thì tao đậu trước xe thầy để tao rinh xuống. Thì tao rinh xuống tao nói nó chạy ngang, nó chở không chở gì không biết. Thầy nói đường đây nó có ngắn ngắn có thể cũng vòng lại còn mấy đợt. Thầy nói thầy mới nói ra nói gì yêu cầu tài xế dời xe giùm tôi cái tôi đi qua. Cái thầy ra nói đợi 15 phút đi. Thế là đợi gì? Dẹp không? Cái thầy nói không dẹp tao để đó làm gì? Cái nói đụng mày mà thầy chùa cái gì? Không có thầy chùa què. Nó đụng má mắt dài. Rồi xong cái nói dẹp không? Không dẹp, đập xe. Mà cái hằng xe đó đụng má tao nói nhiều hằng nó hiền hiền khùng mày. Hiền gì? Đúng rồi, người ta chửi thôi đúng không, để 1-2 phút được, chờ 15 phút trời nắng non, chờ 15 phút cho người ta thành con khô mực hả? Cái thì đâu đó xong rồi, nhưng mà tao khử nó coi nó nói sao, đem xuống vô hết rồi nhưng mà cũng phải đợi nó đây, nó bàn giao xong rồi nó ra nó thì mình nói khôn vậy. Ví dụ ra nói giờ em chuyển hàng hay em để xe đó xong chưa, cho né cái góc cạnh tới một chút đi, rồi để chị hay anh qua không cảm chị có gấp chuyện,
Họ mới gặp thầy nói: ông thầy ơi, ông có chuyển hàng gì để ngoài coi, để tôi đợi 5 phút được hay không? Tôi gần đây nè, giờ dẹp không, đẩy đi không, đập xe luôn. Má con quỷ cái này đụ mẹ mày đã. Bởi vậy đàn bà vừa đụng mẹ đàn bà hư không có rùm. Kêu tao hương, hương chỗ nào, yêu chỗ nào. Gái giờ tao nói mày, giờ gái chưa chồng thì ho hóc hóc hóc, còn gái có chồng gì lông bông rồi nói chuyện hóc búa không, bực tức. Tao mà con đất thầy chùa rồi nè, mà còn sùng với tụi bay rồi, tao nói đàn ông nào mà nó khương tụi bay. Vậy là tu mà thầy còn còn có tính xăng không, thầy cái nói tướng lên Phật sanh được. mà mày nói câu nói nó không vừa lòng được thầy chùa. Thì Vậy tao nói mày sống ngoài xã hội, mày sống với ai, thì sống với chó cũng chưa vừa lòng. để thầy nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là thầy thì mày nói không nói nữa. mô Phật đập đi con. À, rồi vậy ra tao hỏi mày, tao nói vậy thì tao nói từ từ, tao nói 15 phút rồi cái mày chữ hả, mày sống với chó, mày người hả, hút 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 hoặc dù tình làng nghĩa xóm, giống một nhà mày mốt chắc hàng gì người ta chắc, nhiều khi người ta để rồi sao giờ, ví dụ chiếc xe tải người ta chở rơm rạ ở quê này, còn ở thành phố ta chở lúa, chở gạo, chở hàng hóa, rồi nhiều khi đụng mẹ người ta đám tiệc. Mày biết cái đường người ta đang đám tiệc, nhiều khi đám ma hay đám đám giỗ gì người ta ra đường người ta đi á, hoặc ta làm giữa đường người ta chặn đường luôn cũng được, mày ngon mày ra làm gì, nó dẹp không hả? Nói tóm gọn, con là một con người vô giáo dục không có học, người ta có quyền chặn nửa đường hoặc